Oklahoma, 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 Alo, vâng, trận thi đấu thứ hai. Đây là Summerian của game thủ No 1, còn Black là người cầm Phoenician. Black đang dẫn trước No 1 với tỷ số là 1-0. Và trận này thì Summer lại chưa thấy dừng đầu, rất căng. Đây rồi, vâng, chúng ta có thể thấy bốn con voi của thủ No 1 đứng sát sàn sạt nhau. Bốn con voi quay đầu vào nhau. Cái chính bây giờ là em cần tìm cái cánh rừng của mình thôi. Với bài mà không có rừng gần như này thì sẽ một trận mà em đời không thể phũ phàng được. Đó là cái điều cốt yếu thôi. Vâng, chính xác là cái cánh rừng nó nằm ở cạnh của bốn con voi kia, ở rất xa. Đồ ăn của No 1 bây giờ thì vâng, có bốn con voi kia là đủ rồi. Nhưng vấn đề là vẫn phải muốn tìm thêm một bãi quả nữa để có thể khỏe hơn. Với bài này ăn bốn con voi kia thì không thể khỏe bằng có một bãi quả được. Đây, chỗ này thì lại nhiều rừng. Bây giờ thì No 1 bắt đầu đang câu bốn con voi này về. Chúng ta có thể thấy là câu con voi từ rất xa về nhà chính nhà mình. Một con thì em sẽ ăn ở bãi gỗ đó thôi, tôi nghĩ là như vậy. Và bây giờ thì vừa đóng một cái S để có ăn bầy hiêu trên kia. Đúng là dân của Summerian, voi hút 3 phát mà vẫn chưa vấn đề gì. Vâng, chúng ta cùng chờ xem là No 1 sẽ kích đời phút thứ bao nhiêu. Có lẽ sẽ phải là cuối 10. Cuối 10 và đầu vừa 11. No 1 là người lên đời sớm hơn, nhưng Black là người đang đánh châu dân hơn.
Kích đời. Vâng, 10 phút 57. Nói chung là cũng một bài này thì cũng không phải là một bài mà kích đời quá đột biến, bởi vì là dừng rất xa. Thế nhưng mà nó một sẽ có lực khỏe. Black đã cộng thêm dần và anh đánh 28 dần, quá trâu dần. Cửa giỏ đã được sinh ra. Vâng, hai dân được đẩy đi để có thể tìm nhà của game thủ Black để đóng luôn nhà công quân bên đó luôn. Timeline, vâng, 18%, 16% đó là chỉ số giỏ của game thủ Black, chứng tỏ anh đã tấn công một cái gì đó đi. Đây rồi, gặp nhà của game thủ Black rồi, Black đánh cung. Black khung nhà và đánh cung. Bắt đầu chuyển cung kẹp với cả chém rồi. Black vừa lên đời xong và nó một cũng như vậy. Hai game thủ chúng ta kích đời là ngang nhau, nhưng Black đang có một nhà mà rất khung. Các bạn có thể thấy nhà góc 6 giờ và khung kín mít. Đen chết ngay thằng dân đi dâng lờ. Công ca rồi. Vâng, công ca. Chúng ta cũng chờ xem một bài công ca của thủ nó một. Các bạn có thể thấy là Black đang ở kia chọc cái bóng ruộng. Không, quyết định là giữ con dợ giò này bởi vì nó còn có một máu thôi. Những cái hàng nhà cứng đang được răng ra ở đây. Chúng ta có thể thấy là nó Black đang có những cái nhà cứng để bò nhà như này thì không thể chém được, chỉ có thể công ca mới có thể vào được thôi. Dân Black đã có bánh xe rất căng. Bây giờ mới kích được bánh xe. Vâng, rất khó. Bây giờ thì người ta đã có những con cung rồi. Kể cả bây giờ có công ca vào nữa thì cũng khó chơi lắm. Một phát cầu trên hai dân. Rất hay. Hai thằng dân nữa của game thủ No 1. Ca của Summer là một loại ca rất chất luôn. Cầu là cực kỳ nhanh. Chúng ta có thể thấy là tốc độ cầu của những con ca của Summer nó là không thể bàn cãi được nữa rồi. Khi mà cái viên đá của cái phát cầu thứ nhất chưa rơi đất thì phát thứ hai nó đã nảy lên rồi. Tốc độ cầu là nhanh hơn những loại ca bình thường là rất nhiều. Đẻ tiếp ca ra, đẻ thêm ca ra. Một con như này không được, người ta đem BG ra. Người ta đem BG ra và sẽ chơi ngay. Một con ca không thể chơi được. Vâng, bây giờ thì không có ca thì làm sao mà chơi được. Thôi khó, tỷ số là 2-0 cho game thủ Black. Rất nhanh. Black đã giành chiến thắng.